Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài thực hành tiếng Việt bài 9 trang 86 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta đến với phần bài tập về lựa chọn từ ngữ. Trả lời câu hỏi số 1. Tập đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu. Các em hãy đọc kỹ đoạn văn đã cho như các yêu cầu nêu ở trong sách giáo khoa. Nhớ lại kiến thức về từ mượn để trả lời câu hỏi này. Câu gợi ý. Trong câu A, trong các đoạn văn trên có nhiều từ là từ mượn, chẳng hạn kế hoạch, phát triển công nghiệp, băng, ozone, không khí, ô nhiễm. Theo em thì từ nào được vay mượn từ tiếng Hán, từ nào được vay mượn từ tiếng Anh? Thì sao em xác định được như vậy? Chúng ta thấy các từ vay mượn tiếng Hán ở đây là các từ động vật, thực vật, tồn tại. Các từ này có cách đọc và hình thức chính tả giống như từ thuần Việt, có tính chất khái quát về nghĩa, đúng không nào? Còn từ vay mượn từ tiếng Anh thì có từ biome. Từ này là từ có gạch nối giữa các âm tiết, đúng không nào? Phần B. Ở trong phần này, trong các từ mượn như công nghiệp, băng, ozone và ô nhiễm, thì từ ozone cho em cảm giác từ mượn rõ nhất, là bởi vì từ ngữ này có phần gạch nối rất dễ nhận biết, đúng không nào? Câu C. Một số từ có yếu tố không hay ô nhiễm có thể kể ra, ví dụ như chân không, có nghĩa là khoảng không gian không chứa một dạng vật chất nào cả. Còn không gian là hình thức tồn tại cơ bản của vật chất cùng với thời gian, trong đó các vật thể có độ dài và độ lớn khác nhau, cái nọ hoặc cách cái kia. Nhiễm trùng là bị vi trùng xâm nhập vào cơ thể, còn miễn nhiễm là cơ thể có đề kháng, không bị yếu tố gây bệnh xâm nhập. Trả lời câu hỏi số 2. Qua việc thực hiện các yêu cầu ở bài tập 1, em rút ra nhận xét gì về đặc điểm của vốn từ tiếng Việt? Từ các từ mượn và từ thuần Việt của bài tập 1, các em hãy nhận xét về ngôn ngữ của tiếng Việt. Chúng ta thấy, qua việc thực hiện các yêu cầu bên trên, chúng ta rút ra được nhận xét về đặc điểm của vốn từ tiếng Việt như sau. Tiếng Việt có vốn từ đa dạng và phong phú, trong đó có từ mượn và từ thuần Việt. Từ mượn thì được vay mượn từ nhiều ngôn ngữ khác, vay mượn từ nhiều của tiếng Hán, tiếng Pháp và tiếng Anh. Chính sự vay mượn ngôn ngữ này làm giàu thêm vốn từ tiếng Việt, đúng không nào? Trả lời câu hỏi số 3. Hãy diễn đạt lại câu văn sau đây theo hướng thay thế từ mượn bằng từ quen thuộc hoặc dễ hiểu hơn vốn đã có từ lâu trong vốn từ tiếng Việt. Các fan cuồng thực sự phấn khích, hân hoan khi thấy idol của mình xuất hiện trên cửa chuyên cơ vừa đáp xuống phi trường. Đối với câu này, các em tìm những từ mượn trong câu trên, sau đó thay thế bằng từ thuần Việt để đặt lại câu. Câu thay đổi như sau. Những người hâm mộ thực sự phấn khích, hân hoan khi thấy thần tượng của mình xuất hiện trên cửa chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay. Ở đây chúng ta thấy các fan cuồng thì được thay bằng những người hâm mộ, còn idol thì thay bằng thần tượng, chuyên cơ được thay bằng máy bay và phi trường thì được thay bằng sân bay, đúng không nào? Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài thực hành tiếng Việt bài 9 trang 86 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngoài ra thì các em cũng có thể lên trang lời giải 2.com để xem thêm lời giải của những bài khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những bài giải lần sau.